Xin chào cả nhà. Chắc là mọi người không nhận ra tôi phải không ạ? Tôi là ca sĩ Kim Ngân. Mọi người không nhận ra tôi sao? Tôi là ca sĩ Kim Ngân nè. Cả nhà lại không nhận ra tôi à? Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Đây, em là ca sĩ Kim Ngân nè mọi người ơi. Ca sĩ Kim Ngân hiện tại của năm 2030. Kim Ngân bây giờ đã tỉnh táo rồi mọi người à. Kim Ngân bây giờ có thể ngồi ở đây để mà nói chuyện với mọi người. Mọi người có thể hỏi gì em có thể trả lời hết. Kim Ngân bây giờ có thể lo cuộc sống của mình rồi. Mọi người cứ yên tâm nha cả nhà ơi. Vâng. Chắc là mọi người bây giờ sẽ thốt lên rằng trời ơi, sao Kim Ngân hôm nay đẹp quá. Trời ơi, sao Kim Ngân hôm nay dễ thương quá. Kim Ngân hôm nay mặn mà quá. Trời ơi, Kim Ngân mập mạp phốt pháp quá. Đúng không cả nhà? Kim Ngân biết điều đó chứ. Kim Ngân rất cảm ơn tấm chân tình của cả nhà đã dành cho Kim Ngân. Những lời khen chê Kim Ngân đều nhận hết. Kim Ngân đều nhận hết cả nhà ạ. Thú thật với cả nhà, thời gian vừa qua, cái quá khứ của Kim Ngân quả là một cái thời kỳ đen tối nhất trong cuộc đời của Kim Ngân. Kim Ngân biết chứ. Người ta thường nói á, hồng nhan thì bạc phận. Rõ ràng là nó gắn vào cuộc đời của tôi, của một ca sĩ Kim Ngân như tôi. Quá khứ của tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, ăn sung mặc sướng, có thể nói là đủ đầy hết tất cả mọi người ạ. Tôi không thiếu một thứ gì cả. Rồi tuổi thơ của tôi lớn lên, tôi trở thành một cô gái, một thiếu nữ xinh xắn. Rồi tôi trở thành ca sĩ. Thời điểm đó rất là nhiều người say mê tôi. Nói chung là đường công danh của tôi cũng từ đó mà phát triển. Nhưng để rồi tôi gặp biến cố trong cuộc đời của tôi khi tôi lập gia đình. Tất cả mọi thứ nó đã làm cho tôi phải mệt mỏi. Và tôi đâm ra tôi bị bệnh. Rồi lại những biến cố xảy ra ập đến với tôi nhiều hơn. Để rồi một Kim Ngân lang thang ngoài phố Bôn Sa 30 năm trời. Mưa nắng, rồi những cuộc đụng chạm đã làm cho cuộc đời của tôi ngày càng cáu gắt với mọi người. Làm cho tôi không dám đối diện với mọi người, làm cho tôi không dám tiếp xúc với đám đông nhiều hơn. Tôi cứ co mình lại. Và đến một ngày đẹp trời, tôi lại gặp được một quế nhân. Má Hai Thúy Nga đã dớt cuộc đời của tôi lên. Nhưng phải nói rằng là nghiệp chồng nghiệp mọi người ạ. Người ta đã làm gì tôi? Người ta đã làm tất cả gì tôi để giật tôi dậy? Nhưng cuộc đời của tôi, ai tiếp xúc với tôi là tôi đều gây phiền phức cho họ. Thậm chí khi mà họ cắt mái tóc cho tôi, người ta cũng đàm tiếu, người ta cũng nói là quế nhân của tôi đã lợi dụng hình ảnh của tôi để mà trục lợi. Trong cơn điên, tôi vẫn cảm nhận được điều đó chứ. Tôi cảm nhận được hết. Cái ở đây tôi cần là tôi cần cái tình thương, cái tình cảm, một cái mái ấm. Nhưng rồi tất cả đều tan biến. Mọi người ạ, nhưng không sao. Tôi biết là trong cái cơn say,
trong cái cơn tỉnh nửa mê của tôi, trong cái cơn điên loạn của tôi đã làm cho quế nhân của tôi phật lòng và những mạnh thường quân khác phật lòng về tôi. Nhưng mọi người đừng trách tôi, mọi người ạ. Đó là cái nghiệp của tôi phải gánh. Cái nghiệp đã dẫn chúng tôi đến với nhau, rồi cũng chính vì cái nghiệp mà tôi phải trả cho cái trần gian này. Tôi nợ quá nhiều. Tôi nợ tất cả mọi người quá nhiều, mọi người ạ. Và bây giờ thì mọi người biết không, sau khoảng thời gian chúng tôi không gặp nhau, Kim Ngân bây giờ tỉnh táo như vậy là nhờ ơn trên đó cả nhà. Nhờ ơn trên đã đưa lối dẫn đường cho tôi để mà tôi được điều trị. Bây giờ tôi đã được tỉnh táo hơn rồi. Tôi tỉnh táo hơn quý vị ơi. Tôi tỉnh táo lắm. Tôi có thể kiểm soát được bản thân của tôi. Tôi có thể làm được đủ thứ hết á. Tôi có thể nghe điện thoại. Tôi có thể nghe điện thoại được đó mọi người. Ai gọi tới tôi có thể nghe điện thoại được. Alo. Alo. Rồi, cái gì? Em đã tới chưa? Rồi, ok, rồi. Rồi. Rồi, chuyển khoản đúng không? Ừ, rồi, ok. Đó. Tôi có thể nói chuyện với khách hàng của tôi. Tôi có thể nói chuyện với khách hàng của tôi một cách mà phải nói là rành rỏi như vậy thì mọi người cũng hiểu được là Kim Ngân tôi hiện tại năm 2030 đã thay đổi hoàn toàn rồi mọi người ạ. Và chắc có lẽ là mọi người cũng thắc mắc là tại sao Kim Ngân bây giờ đẹp ra, Kim Ngân bây giờ đẩy đà ra như vậy mà tại sao không để lại tóc dài rồi làm cho nó sexy lên. Dạ thưa cả nhà, tôi đã già rồi cả nhà ơi. Và tại sao tôi lại giữ cái mái tóc này là bởi vì tôi nghĩ đó là một kỷ niệm đối với tôi. Từ một cái mái tóc giống như là cái ổ rồng mà má hai Thúy Nga đã cắt cho tôi. Tôi cảm giác giống như là nó là một cái ân tình. Khi má hai cắt cho tôi rồi thì tôi thấy nó rất là nhẹ nhàng. Cuộc đời của tôi nó rất là nhẹ nhàng mọi người à. Tuy rằng trong cái cơn tỉnh, cơn điên bấn loạn của tôi hay chửi má hai của tôi. Nhưng tôi biết cuộc đời của tôi từ đây đã thay đổi vì cái mái tóc này. Cho nên tôi quyết định giữ lại cái mái tóc này. Coi đó là một kỷ niệm trong cuộc đời của tôi. Và tôi sẽ không để tóc dài lại đâu cả nhà ơi. Tôi sẽ để mái tóc này. Và lâu lâu tôi nhìn ngắm nó trong gương. Tôi chợt nhận ra rằng, ồ, quá khứ của mình cũng được ghi nhận lại. Và mình đã mang theo cái quá khứ của mình để đi đến hết suốt quãng đời còn lại của một Kim Ngân như ngày nay. Và mọi người ơi, chắc có lẽ là mọi người cũng đang thắc mắc là cuộc sống hiện tại của Kim Ngân ra sao phải không ạ? Mọi người chờ đó đi, tôi sẽ cho mọi người biết là cuộc sống hiện tại của tôi như thế nào. Bật mí một tí xíu cho cả nhà biết luôn là hiện tại thì tôi ở Việt Nam. Kim Ngân đã về Việt Nam rồi cả nhà. Tôi ở Việt Nam và lâu lâu thỉnh thoảng tôi vẫn đi hát, tôi vẫn đi biểu diễn. Nhưng mà tôi có một cái nghề mới, đó là tôi bán hàng online cả nhà ơi. Tôi bán hàng online, tôi bán hàng ăn vặt và tôi rất là bằng lòng, tôi rất là mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ. Các con tôi thì ở bên Mỹ, chúng nó có cái cuộc sống riêng của tụi nó rồi. Lâu lâu chúng tôi vẫn gọi hỏi thăm với nhau. Còn đứa con trai của tôi thì bây giờ nó cũng đã có vợ, có một hai con rồi. Tôi rất là viên mãn cái cuộc sống hiện tại của tôi bây giờ. Hiện tại bây giờ thì tôi có thể là đi hát, biểu diễn rồi tôi bán online hàng ngày. Như vậy thôi cũng đủ rồi. Cũng mọi người có hỏi tôi là có ghét cái quá khứ của mình hay không? Thật ra thì tôi không có ghét quá khứ của tôi. Tôi không chối bỏ gì quá khứ của tôi cả. Tôi chỉ mong rằng những ai mà giống như tôi thì hãy mạnh dạn bước tiếp. Hãy mạnh dạn bước tiếp để mà
sống cho bản thân mình. Cảm ơn cả nhà. Và bây giờ thì tôi sẽ cho mọi người biết cuộc sống hiện tại của tôi nha. À, xin chào cả nhà, welcome to my live stream của Kim Ngân nha cả nhà ơi. À, hôm nay thì cả nhà Kim Ngân bán đồ cũng không có nhiều lắm, mọi người vô ủng hộ cho ca sĩ Kim Ngân nha. À, nếu mà hôm nay mà coi như là Kim Ngân bán đâu được cũng 3-4 đơn thì Kim Ngân sẽ hát lại những cái bài hit của Kim Ngân, những cái bài hit của Kim Ngân vào những cái thập niên trước nha cả nhà nha. À, cả nhà thích thì mọi người cứ vô ủng hộ cho em. À, dạ trời ơi thì ok, không sao hết trơn. Trời á, Kim Ngân lớn tuổi thiệt, nhưng mà tại vì Kim Ngân thích xưng em lắm. À, cái kiểu của Kim Ngân từ nào giờ, gia đình của Kim Ngân, giáo dục của Kim Ngân là phải là coi như là nói chuyện phải lễ phép, cho nên là mọi người đừng có chọc ghẹo Kim Ngân nha. Dạ rồi, cả nhà hôm nay ôi trời ơi được 20 người rồi. À, cảm ơn quý vị rất nhiều. À, cả nhà ơi, bây giờ thì Kim Ngân có vài cái món hàng. Đây là cá cơm rim lá chanh, cá cơm rim lá chanh đó mọi người, rất là ngon. 100.000 một hộp nha cả nhà nha, 100.000 một hộp. Rồi còn đây nữa là tóp mỡ nước mắm tỏi ớt nha mọi người ơi. Tóp mỡ nước mắm tỏi ớt thì một hộp của nó chỉ có 400 gram. Cái món này là tự Kim Ngân làm đó mọi người, tự Kim Ngân làm đó, rất là ngon luôn. Ăn với cơm trắng, cháo trắng, rồi ăn với bánh mì, ăn không cũng được luôn á cả nhà. Cả nhà thích thì mọi người cứ mua nha. Nếu mà mọi người mua thì mọi người order inbox nha mọi người nha, chỉ chốt đơn ở trong cái inbox thôi, không có chốt đơn trên like nha cả nhà. Dạ rồi. Rồi cả nhà ơi, đây là đậu phộng nước mắm tỏi ớt. Đậu phộng nước mắm tỏi ớt thì 100.000 một hộp luôn. Cái này là ở nhà tự Kim Ngân làm, cho nên á là Kim Ngân á là coi như bán rẻ cho mọi người ăn đó cả nhà. Cả nhà thương em, ủng hộ cho em nha cả nhà nha. Rồi còn đây nữa, còn đây là trái xay lắc muối ớt nha cả nhà. Trái xay lắc muối ớt, một hộp của nó là 120 nha cả nhà ơi, chốt đơn giùm em luôn cả nhà. Chốt đơn nha. Còn đây là cái này là trà bông heo, một hộp của nó là 120 nha cả nhà. Dạ cả nhà chốt đơn giùm em ạ. Dạ rồi, còn đây là lạp xưởng. Em có hai loại lạp xưởng heo tươi trứng muối và lạp xưởng tôm. Lạp xưởng tôm thì một bịch như vậy nửa ký 130, lạp xưởng heo tươi trứng muối là 150. Ai cần chốt đơn inbox địa chỉ và cái số điện thoại giùm cho Kim Ngân nha cả nhà ơi. Rồi còn đây nữa nè, còn đây nữa, cái này ngon lắm cả nhà ơi. Cái này em nói thiệt luôn, mọi người mà ăn là mọi người sẽ ghiền liền. Đây là me chanh muối nè, me chanh muối nè, nó thơm lắm luôn. Mình ăn vô trời ơi, nó đã lắm luôn á cả nhà. À, còn mọi người thích ăn muối ớt á, mọi người rắc lên mọi người ăn, nó chua chua cay cay ngọt ngọt, rất là ngon. Dạ, ai chốt đơn thì nói cho em biết là em chốt đơn nha cả nhà nha. Mọi người chốt đơn thì để cho em biết, em ghi sổ nha cả nhà. Rồi, ai vậy, ai chốt đơn vậy? Hôm nay ca sĩ Kim Ngân đẹp quá. Ôi trời, cảm ơn. Ca sĩ Kim Ngân ơi, bán cho em một hộp đậu phộng. Inbox đi em, inbox đi một hộp đậu phộng. Một hộp đậu phộng bao nhiêu hộp vậy? Làm sao mà biết được bao nhiêu hộp em? Em hỏi khó quá à. Cái hộp này, chị Kim Ngân có thể đếm hộp, bao nhiêu hộp đậu phộng giùm em ơi. Kim Ngân bây giờ là bình tĩnh lắm rồi nha. Đừng có chọc Kim Ngân nha. Chọc Kim Ngân là Kim Ngân chửi đó. Trời ơi, trời trời, cái gì mà kỳ vậy trời. Trời ơi, 100, có 100 ngàn à, mà bắt Kim Ngân phải đếm đậu phộng lần sau trời. Thiệt tình luôn á, Kim Ngân bây giờ hiền lắm cả nhà ơi. Đừng có chọc Kim Ngân nha cả nhà. Đây là bánh tráng muối tôm. Bánh tráng muối tôm. Có bánh tráng muối mè. Kim Ngân bánh tráng muối tôm hà, chứ không có bánh tráng muối mè. Muối mè thì đi ra ngoài chợ á mà ăn. Trời đất ơi, cứ chọc Kim Ngân hoài hà. Trời ơi, thiệt tình luôn á. Cả nhà ơi, đây nè, cái này rất là ngon. Cái này là mực nha mọi người. Mực này là mực xe cán. Cái này em bán là mực cán thôi, mà bạn em nó cứ kêu là phải gọi là mực xe cán nó mới chịu. Mọi người ơi, đây nè, cho 130 một hộp thôi. 130 một hộp thôi. Dạ, mực xe cán cái gì, cái này là mực cán thôi, nhưng mà tại vì bạn em nó kêu em phải kêu là mực xe cán nó mới mua, cho nên là em quen cái miệng rồi. Dạ
Dạ cái này mọi người chốt đơn giùm em nha. Dạ ai chốt giùm em cái một ngày mà em bán chừng 1, 2 đơn, 3, 4 đơn là em vui rồi cả nhà ơi. Em rất là vui luôn. Con cá sống được là nhờ nước, em sống được là nhờ tình thương của mọi người. Mọi người thương em, giúp đỡ cho em. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Mọi người thấy ghê không? Hôm nay ca sĩ Kim Ngân là coi như nói được văn thơ, nói được tục ngữ luôn rồi đó cả nhà. Đừng có giỡn với ca sĩ Kim Ngân nha. Đừng có giỡn với Kim Ngân nha cả nhà. Dạ cả nhà thương tình thì ủng hộ cho ca sĩ Kim Ngân đi. Dạ rồi hôm nay được 3 đơn là ca sĩ Kim Ngân sẽ hát cho mọi người nghe. Dạ à, rồi chị Kim Ngân ơi lấy em một me chanh muối, rồi một me chanh muối rồi cái gì nữa em, một me chanh muối với cái à một lạp xưởng luôn hả, một lạp xưởng heo tươi đúng không, rồi cảm ơn, trời ơi được một đơn rồi cả nhà ơi, được một đơn rồi, được một đơn rồi, rồi hai đơn nữa đi rồi Kim Ngân tắt livestream, Kim Ngân nghỉ thiệt, tại vì á Kim Ngân á bây giờ là Kim Ngân sống nó rất thoải mái, bây giờ là coi như là mình chỉ sống cho bản thân của mình thôi ha, là coi như tiền bạc là phù du, cho nên á là Kim Ngân á chỉ bán online một hai đơn kiếm tiền đồng tiền từng tiền đi chợ là Kim Ngân vui rồi, Kim Ngân vui rồi. Dạ rồi một đơn cho Thu Thủy ha, một đơn cho Thu Thủy nè, Thu Thủy là coi như một tấp mỡ, một à, không à, cái gì đây nè à, Thu Thủy là một me chanh muối, một me chanh muối một lạp, một lạp nha. Rồi ok rồi, ai nữa, ai nữa nè. Ôi trời ơi, anh Nghĩa, cảm ơn anh Nghĩa rất nhiều. Trời anh Nghĩa là một cái người mà phải nói là khi Kim Ngân trở về Việt Nam á là anh Nghĩa giúp đỡ Kim Ngân rất nhiều, là mua đồ cho Kim Ngân rất là nhiều luôn. À rồi một cái tấp mỡ hả anh Nghĩa, rồi một cái tấp mỡ, rồi anh Nghĩa một tấp mỡ. À hồi Lệ Thu, hồi Lệ Thu, hồi Lệ Thu à, bán cái gì, một cá cơm hả, một cá cơm, một cá cơm, mua cái gì nhiều nhiều nha mọi người, không có phi ship được, không có phi ship được, mọi người mua nhiều nhiều thì nói chung cái đơn á là phải từ cỡ phải 700-800 á thì là Kim Ngân mới phi ship nha cả nhà. Mọi người mua mua thiệt tình đi, mọi người vô đừng có là cứ giỡn với em. Dạ em cảm ơn cả nhà. Rồi Hồ Lệ Thu nè, rồi được 3 đơn rồi, được 3 đơn rồi cả nhà ơi, thôi em không bán nữa, bây giờ em sẽ hát một cái bài hát cho mọi người nghe nha mọi người nha. Cái bài hát này á rất là nổi tiếng. À, rất là nổi tiếng luôn. Đây nè. Rồi để ca sĩ Kim Ngân hát cho mọi người nghe, phục vụ cho mọi người nghe nha. Chiều còn vương nắng để gió đi tìm, vết dấu chân em qua bao nhiêu lần. Và người tìm đến dòng hát mơ hồ. Nói chung là Kim Ngân hát tới đó thôi, thì mọi người thích đó thì mọi người vô lại cái YouTube đó mọi người coi lại nha, mọi người đánh là những bài hát hay nhất của ca sĩ Kim Ngân nha, thì mọi người coi được những cái hình ảnh của Kim Ngân cũng như giọng hát của Kim Ngân ở trong đó. Còn bây giờ thì Kim Ngân đã đủ 3 đơn rồi, Kim Ngân không có bán nữa đâu. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại mọi người ơi. Bây giờ là Minh Dũng rồi chứ không phải là ca sĩ Kim Ngân nữa. Dạ thì ngày hôm nay thì Minh Dũng muốn làm cái clip này để tạo nên một cái hình ảnh của chị ca sĩ Kim Ngân ở một cái thời điểm là tương lai gần. À, cái thời điểm đó thì Dũng muốn là chị Kim Ngân á, là phải tỉnh táo, phải nhận thức được tất cả mọi chuyện. Và có thể là chị Kim Ngân có thể đi biểu diễn, cũng có thể là làm công việc riêng. Và nói chung là em tự vẽ lên, em tự tưởng tượng ra một hình ảnh của chị Kim Ngân có một cái cuộc sống rất là viên mãn ở tương lai gần năm 2030. Và đây không phải là cái ý nguyện của em không đâu. Mà em nghĩ rằng là cái ý nguyện của em nó sẽ cùng chung với lại tất cả mọi người, tất cả cộng đồng mạng, giống như là cái ý nghĩa cùng chung với ý nghĩa của em là mong muốn chị ca sĩ Kim Ngân khỏe mạnh và coi như là đủ tỉnh táo để mà nhận thức được tất cả mọi chuyện, và lúc nào cũng hy vọng chị có một cái cuộc sống rất là hạnh phúc, đúng không cả nhà? Rồi em cảm ơn cả nhà rất nhiều, hy vọng là cái clip của em làm cho quý vị thích thú. Nếu như quý vị mà thích đó, thì mọi người là subscribe cho em, đăng ký cái kênh Trịnh Minh Dũng Vlog cho em nha cả nhà. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại.